Theo Bộ Công an, những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin mạo danh cổng thông tin điện tử Bộ Công an hoặc giả danh các công ty nhân viên tư vấn luật để cung cấp thông tin, trong đó đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ lấy lại tiền bị treo trên các sàn giao dịch, thu hồi tiền lừa đảo với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo. Đây là một trong những hành vi giả mạo nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với họ. Khi người dân chủ động liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa đảo. Cài đặt tải các ứng dụng khác như Zalo, Telegram để liên hệ và yêu cầu Người dân chuyển tiền để làm thủ tục hồ sơ, thậm chí các đối tượng sử dụng các phần mềm chính sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả để người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận xử lý. Hiện nay Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an để trình báo hoặc gửi đơn thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận giải quyết